Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em review cho quý khách xem chi tiết của cái nít Chiebo xe Fortuner con 2017 hay 2020 các bác nhé. Đây là loại nít Chiebo rất là zin, zin theo xe luôn các bác. Sản phẩm này là thiết kế cho dành cho riêng xe Fortuner chứ không phải là hàng chung các xe khác. Đó, đây là loại 4 bua, nhìn rất là đẹp, nhìn rất giống giả mẹc xe đét, mẹc giả GLC đấy. Đó, các bác thấy chưa? Chất liệu thì bằng nhựa, màu đen, bóng, rất là đẹp. Đó. Cái này sản phẩm thì bắt bằng vừa keo dán và bằng vít các bạn. Đây có các cái lỗ này. Rất là nhiều lỗ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 lỗ đấy. Các bác mua về thì chỉ cần lấy mấy cái ốc vít vặn là xong thôi, rất là đơn giản, dễ dàng. Đó. Cực kỳ đẹp các bác nhé, zin theo xe. Đấy các bác này. Cái giả bô rất là bóng đẹp. Địa chỉ bên em là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các bác mua hàng là cứ đặt hàng liên hệ bên em nhé. Em nhận ship hàng toàn quốc, các bác yên tâm về cái chất lượng sản phẩm của bên em. Rồi, em xin cảm ơn các bác rất nhiều nhé.